Yeah, welcome back. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với PewDiePie Legend of the Brawl First. Thì game này anh em không ủng hộ nhưng mình vẫn làm bởi vì mình thích và mình biết là cũng có nhiều người thích. Vì thế chúng ta sẽ làm. Và hy vọng là những ai con chó nó vừa đánh giấm vãi. Và hy vọng là anh em sẽ thích. Bởi vì những người thích mình thì cái mình làm cái gì nào cũng thích hết. Và có nhiều bạn không thích thì cũng sẽ cố gắng thích nhá. Đậu phộng xóa cái bíp gì thế. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với màn tiếp theo. Để từ từ mình xem mình có bao tiền đó. Toàn quên thôi. 4.8 này như 500 mới mua được Mark Kibler. Ok, thì chúng ta sẽ quay cái tập này. Quay cái màn này. Cái đậu phộng cái gát. Ok. Ring ring. I heard you defeated my brother. I won't let you get away with this. I've contained your friend Shannon. What? Come and get her if you dare. Oh, it's on. Ok. Chết nào. Cái màn này hình như ôi sao nó trượt thế. Chết này. Cố gắng tầm ôi sặc cái này nó tự nổi lên ạ. Tầm màn này cố gắng phải ăn thật nhiều xu để mua ông Mark Killer. Ơi con ơi ơi dạ. Cái này ngồi xuống để đi à? Ôi vãi. Vãi khó thế. Vừa vào mất một chú chó rồi. Cái này nó bị trơn các bạn ạ. Nó bị trơn vì thế mà nó khó. Ui ui. Ui ui. Vãi. Đầu đội trời chân dẹp đất. Hựa. 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 Mất một con chó rồi. Tiếc ghê. Ui cái này. Piu. Ui 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 ui. Đứng đứng đứng. Ui. Có máu. Mừng thế. Ui cái khung này. Ơ kia cái đoạn checkpoint. Ok đã được checkpoint. Đầy máu luôn. Vì mình chọn mình toàn nâng máu cho PewDiePie cho nên mình sẽ tí nữa thì ngã nha. Mình sẽ đây đây. Mấy cái chỗ này lục được quên. Từ cái tập kia mình quên lục đồ á. Bây giờ mới nhớ ra. Sặc quên rồi lại. Đây con voi điên. Tao quyết tâm. Tao nhảy lên đầu mày. Sặc. Mày chết này. Cái tội nhảy nhiều. Piu. Ui. 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 Sặc. Cái này nó trơn này. Vôn. Đấy mấy cái khung mà chụp ảnh ấy chúng ta phải. À cái này có đồ lục à. Vãi. Ngon. Piu pi. Sặc. Piu. Ô. Ok, chơi lại. Mình không thể ngờ được là nó lại có thể chết liên tục vậy. Mặc dù đã đến đích rồi. Piu, không phải chơi nhanh nhá. Không... Ok, qua luôn. Tại vì Piu. Sặc. Nào chụp ảnh nào. Chụp. Đẹp, ok, quá đẹp luôn. Đấy, 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 đấy. Ok. Mặc dù mình biết là mình chơi gà nhưng mà kệ, cứ quay đi. Còn một màn nữa, cố gắng vượt qua. Yeah, mình đã vượt qua được một màn. Hình như mình đã đủ để mua Mark Kibler. Vậy mình sẽ cốt thôi. Ok, thì người kế tiếp thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Ngon rồi nha. Mình không đủ tiền mua máu cho Mark Kibler nhưng mà cứ chơi đi. Mặc dù mình không phải là fan hâm mộ của Mark Kibler nhưng mà quậy thôi. Go. Ủa lại một màn tuyết nữa. Ông này thì có cái skill gì. Ui cái gì á. Sặc. Sặc. Cái gì thế. Sặc. Ồ chẳng hiểu gì. What the fuck. Ê. Ai hiểu gì không. Mình không hiểu gì đấy. Đù. Mới vào đã. Ôi cái này lỗi à. Và ai. Lại tuyết không này. Che mù cả một vùng trời. Lăn đi. Lăn đi. Có trái tim. Rồi mình đã có đủ 50 trái tim rồi. Tí nữa mình sẽ. Cái này là nhiệm vụ là gì nhỉ. Sao mà thấy nó.
mù mịt quá vậy? Ô, lại trượt. Ô, cái gì á? Checkpoint, ngon. Ê, ê. Thì mình chơi game này cũng gà thôi. Mình chơi để cho review cho anh em biết cái game này thôi mà. Link tải BlueStacks với lại link tải game mình có để ở dưới description nha. Yeah, anh em có thể tải BlueStacks về để chơi những cái game khác ở trên điện thoại. Cảm ứng, nếu bạn không có điện thoại bạn có thể tải BlueStacks về để bạn chơi ở trên điện thoại nhá. Ây da, ê, tiết tiết, nó đẩy đường bọn cờ hó. Ok. Ôi, vãi. Ê, lục đồ, sặc. Lục đồ, ôi. Cái nào chết được không này không? Ôi, xong bới được cái đống tiết này. Sặc, mình sẽ chết được không này. Sặc. Ôi, còn một giọt. Kìa ôi. What the. Đủ, hai lần rồi, à, phải giữ. Ngồi. Sao nó không tiến nữa? What the fuck? What the. Đúng cái khúc quan trọng thì tự nhiên lại bị vậy. Mình không còn lời nào để nói luôn. Tao mày chết nhiều quá nhỉ? Chết nhiều cho nó có nhiều thời gian để nói chuyện với mọi người. Yeah. Và nếu như tập sau các bạn muốn mình quay face cam thì mình sẽ ưu tiên quay face cam cho cái series này. Và nếu như các bạn thích thì mình sẽ quay face cam cho cái series này luôn. Nhưng mà phải với điều kiện là nhiều người xem cơ. Ít người xem mình cũng không quay face cam đâu. Mình là một con người rất là lười. Yeah, mình ôi vãi tí rồi nha. Mình yêu thích cái series này vì thế mà mình sẽ quay face cam nếu như mà mọi người ủng hộ mạnh mẽ ấy. Sặc. Nếu như mọi người ủng hộ mạnh mẽ thì mình sẽ quay face cam thôi. Yeah, ôi vãi nhảy không tới ạ. Rồi sao không? Peng. Thì nói chung là mình phổ biến vậy thôi. Và cảm ơn mọi người đã xem đến khúc này. Và mình sẽ kết thúc tập này đây. Mình muốn để cho nó dài dài tập tí. Thì một tập mình sẽ quay hai màn thôi. Chắc là cũng dài lắm. Đến cái lâu đài này chắc là hết này. Thì nói chung là cũng còn dài. Thì nói chung là hy vọng là mọi người thích. Thế nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau của PewDiePie Legend of the Pro First. Mà sau tập này mình chơi Mark Cobbler. Thôi, tạm biệt.